Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đền Thánh. Đêm 27 tháng 8 năm Kỷ Sửu 1949. Triết lý trời người đồng trị. Hôm nay ngày lễ của Đức Khổng Phu Tử, tức là Đức Đại Thần Chư Thánh Văn Tuyên Vương truyền giáo đạo Nho. Đạo sự của Ngài Bần Đạo đã thường thuyết lặp đi lặp lại không ít. Vì đêm nay là ngày lễ của Ngài, Bần Đạo thuyết về triết lý trời người đồng trị. Chúng ta đã thấy Ngài là tiền bối của Đức Chúa Jesus Christ, mà Ngài ít đặng hạnh phúc hơn Jesus Christ 500 về kế thuyết của Ngài. Tâm lý nhân loại buổi ấy chưa có nạp dụng đặng. Lại nữa, Ngài đến với cái một danh từ, một nhà triết lý mà thôi. Ngài không có hân hạnh, không có can đảm đến với danh từ con cái Đức Chí Tôn cũng như Jesus Christ. Vì cớ lý thuyết vẫn có một, nhưng giáo đạo của Ngài không có hạnh phúc hơn Jesus Christ đó vậy. Ngài chỉ có làm chứng rằng có một đấng thống trị cả càn khôn thế giới. Đấng ấy Ngài để danh hiệu là Nhất Đại, mà thôi, tất nhiên là Thiên, mà Ngài không nói ra như Jesus Christ. Ngài chỉ làm chứng rằng có một đấng tối cao mà thôi. Thất bại của Ngài là vì lẽ đó. Đắc thế của Jesus Christ nói quả quyết nhân loại của ông cha, mà ông cha ấy là chúa tể càn khôn vũ trụ. Đắc thế của Jesus Christ đó vậy. Nếu chúng ta biết lấy theo triết học, thì chúng ta nên lấy cái gương của một nhà đại gia tư tưởng. Nhà đại gia triết lý học là Descartes. Người nói Je pense donc je suis, có nghĩa là tôi tưởng là tôi có vậy. Con người là một động vật ở nơi mặt địa cầu này. Chúng ta thấy nó hiện hữu, phải vận hành, phải sao động, bởi nó là động vật. Nó phải hoạt động, nếu không hoạt động thì chết. Trong cơn đang hoạt động có hai phần đặc biệt. Thứ nhất, hoạt động về thi hài xác thịt. Tất nhiên, như thân thể chúng ta giờ phút này vậy. Mỗi ngày chúng ta hoạt động mới có sống, bằng không hoạt động thì chết. Luật tạo đan quả nhiên vậy. Thứ hai, còn cái hoạt động nữa, hoạt động vô hình, chúng ta không thể thấy được, mà chúng ta nhìn quả quyết hoạt động về tinh thần trí thức. Vì cớ hai cái hoạt động của con người chia ra hai phần. Phần đầu là hoạt động về phần đời, tiếp theo là hoạt động về phần đạo. Là vì cái thi hài phàm tục này, nó là con vật, nó phải hoạt động theo con vật, hoạt động theo xác thể của nó. Nó chưa có biết hoạt động theo chân linh. Vì cớ cho nên Đức Chí Tôn tạo nên hình tướng nó, để tạo nơi mình nó, Ngài còn sắp đặt một kỷ cương để cho tinh thần nó vi chủ hình hài của nó, còn để cho thân thể nó vi chủ tâm hồn của nó. Nó sẽ ngây cuồng ngu dại, nó sẽ đi đến chỗ tự diệt nó mà thôi. Bởi vậy, chúng ta ngó thấy hai phần đạo đặc biệt ấy, chúng ta buộc phải nhìn về phần đời chúng ta. Chúng ta phải chung sống cùng xã hội nhân thuần. Tất nhiên, sống theo khuôn khổ quốc gia, dân tộc ấy nên luật khuôn khổ quyết định hơn hết. Nếu trên cái sống ấy, sống theo kia, chúng ta thấy, chúng ta phải nhìn có một đấng cầm quyền trị về phần tâm hồn, trí não chúng ta. Đấng ấy giờ phút này đến ở cùng chúng ta, nhìn chúng ta là con cái của Ngài. Ngài đến với một danh từ là thầy của chúng ta, mà chẳng phải làm thầy mà thôi, còn làm cha nữa. Chúng ta tưởng tượng trở lại, để tinh thần bình tĩnh suy xét, từ thở tới giờ, coi có sắc dân nào trên mặt địa cầu này đặng hạnh phúc dường ấy chăng. 2000 năm về trước,
Đức Khổng Phu Tử đến tạo đạo không đạt được thuyết quý báu cao trọng ấy. Cũng do nơi duyên cớ, chúng ta tưởng Ngài đến tình cờ, không có gì là tình cờ trên mặt địa cầu này hết. Không phải tình cờ mà Ngài đến. Ngài đến trong đời chiến quốc, tất nhiên trong buổi ly loạn. Không có buổi nào trên mặt địa cầu này chịu ly loạn bằng nước Trung Hoa buổi nọ. Thiên hạ đang chiến đấu với nhau, giành phương sống của mình, lấn quyền thế trong lục quốc phân tranh, không ai nhường ai, chân sống với nhau một cách kịch liệt, Ngài mới đến. Ấy vậy, Ngài đến không phải tình cờ. Nếu chúng ta tưởng tình cờ thì đấng cầm cân thiêng liêng nơi cõi hư linh hằng sống chẳng có hay sao? Bằng cớ hiển nhiên là Chúa Jesus Christ cùng đến lập đạo của Đức Chí Tôn như Ngài trong buổi loạn ly, buổi mà La Mã làm bá chủ, các sắc dân bị chinh phục quật cường chiến đấu để giải ách nô lệ của mình. Bữa ấy cũng là chiến quốc vậy. Hai người đến không phải là tình cờ, mà đến đâu cũng một thuyết với nhau đem đạo lý cứu vãn nhân loại. Mỗi phen nhân loại chịu thống khổ về phần tâm não dường nào, thì có đấng từ bi độ tận tay ra cứu vớt họ luôn luôn, đặng mà cứu khổ, nhân loại mãi mãi không bao giờ sơ sót hết. Chúng ta quan sát tận tường buổi nào, các vị giáo chủ đến giáo đạo đều có lý do hết. Nếu như không có đấng cầm quyền năng trị tâm lý tinh thần nhân loại, thì chưa chắc có ai làm nổi. Cái thi hài của nhân loại, tất nhiên thân thể còn tồn tại được, để quyết định tương lai của nhân loại đương nhiên. Hai cái thuyết duy tâm và duy vật, ngày giờ nào hai thuyết ấy tương hòa đặng thì chúng ta thấy cơ quan giải thoát đặng. Ngày giờ nào trời người hiệp một, cùng nhau đồng trị với nhau, tất nhiên người trị thế, trời trị hồn. Hai đấng cầm quyền thế gian này, nơi cõi hư linh hằng sống, hiệp với nhân loại mới được hạnh phúc, tương lai mới được vững chắc và tồn tại. Bằng chẳng vậy, con đường chiến đấu đặng sống của họ sẽ xô đẩy họ đến con đường tự diệt. Bài giảng đến đây là hết. Nam mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Báo ân từ. Đêm 30 tháng 9 năm Bính Tuất 1946. Thuyết nhân nghĩa. Nhắc lại, thầy Mạnh Tử khi đã qua ý kiến vua nước Lương, ông Huệ Vương hỏi Đức Mạnh Tử: lão già chẳng nệ đường xa muôn dặm sang đến nước Quả Nhân, có chỉ giáo điều chi hữu lợi chăng? Thầy Mạnh Tử đáp rằng: tôi chỉ biết nói đến nhân nghĩa mà thôi, chớ không nói về lợi. Nếu trong nước mà dục vọng về sở lợi, thì đình thần có trăm học lại, muốn có thêm ngàn học. Thượng hạ đại phu có ngàn học lại, muốn có muôn học. Còn vị thiên tử đã có dư muôn học, lại muốn có thêm triệu học. Nếu trong nước mà cầu lợi như thế, thì bá tánh phải chịu lao lung muôn dân đồ tháng, trong nước thế nào bình trị được? Còn như trong biết chú trọng đạo nhân nghĩa, thì toàn thể quốc dân đặng chung hưởng mọi điều hạnh phúc, lạc nghiệp âu ca. Thầy Mạnh Tử thuyết minh đủ mọi điều lợi hại, rồi thì vua Huệ Vương chịu nạp dụng. Hiện nay là buổi kim tiền, ưu thắng liệt bại, mạnh đặng yếu thua, khôn còn dại mất. Con người trên mặt thế đều bôn xu theo quyền lợi, chẳng kể gì nhân nghĩa đạo đức tinh thần, nên mới có nạn kiếp chiến tranh tương tàn, đồng chủng giết hại lẫn nhau. Hằng ngày diễn ra nhiều tấn tuồng thảm thương, bi kịch xem thôi mỏi mắt, nghe đã nhàm tai, khiến cho giọt lụy thương tâm của khách ưu thời mẫn thế không thể nào ngưng được. Chức sắc trong đạo đem một hộp giống nhân nghĩa gieo khắp nơi mà nhân sanh không ưng nạp, bởi họ không biết cái năng lực của nó mạnh mẽ thế nào, không cần để ý đến. Chớ chi họ trọng dụng đạo nhân nghĩa thử một thời gian coi có hiệu quả gì chăng,
nhắc lại lời thánh giáo của Đức Chí Tôn có dạy về chữ nhân. Nhân là đầu hết các thành tàn, cũng bởi vì nhân dân hóa quan, dân trí có nhân mà nước trị, nước nhà nhân thiệt một cơ quan. Ngày nào toàn thể quốc dân mà biết thực hành hai chữ nhân nghĩa, cho ra chân tướng, thì chẳng luận là xã hội nào cũng được hưởng mọi điều hạnh phúc, đời chiến tranh sẽ trở nên thái bình, an cư lạc nghiệp. Tiếp theo, đêm 14 tháng 3, năm Giáp Ngọ 1954. Văn minh Khổng giáo. Đêm nay, bần đạo thiết về tâm hồn của dân tộc Việt Nam trong giờ buổi này, cả thảy con cái Đức Chí Tôn, nam nữ cũng như bần đạo. Chúng ta đã thọ hưởng đặc ân của tổ phụ lưu truyền một nền văn minh tối cổ là Nho đạo. Cả văn hóa văn hiến đều thuộc về Khổng giáo. Từ khi lập quốc thì dân do căn bản tối cổ của nền văn minh Khổng giáo mà đào tạo nên hình tướng của quốc thể chúng ta. Có lẽ hồi tổ phụ ông bà lập quốc, tưởng cái nền văn hiến cổ truyền ấy nó còn tồn tại mãi mãi. Do nơi đó mà đào tạo cả tâm hồn của nòi giống. Chắc các đấng ấy chưa biết sự thay đổi trong giờ phút này mà các con cái của họ, máu mủ của họ đã chịu ảnh hưởng. Nếu nói phong hóa cổ truyền của tổ phụ chúng ta để lại, thì con người của chúng ta về tâm hồn vẫn chân chất hiền lương đạo đức. Nếu nói cái tâm hồn chân thật của họ thì vẫn là hình tướng đạo giáo tạo cho họ đó vậy. Sau 80 năm dưới quyền đô hộ của Pháp, Pháp đã đem cho ta một nền văn hiến mới nữa là văn hiến của đạo Thiên Chúa mà ta còn gọi là Gia Tô giáo từ trước. Ấy vậy, ta thử lấy trí xét đoán coi cái nền văn minh của ta, văn minh tối cổ ấy, đương nhiên cùng với một nền văn minh tối tân kia, thử hỏi tâm lý Nho Tông đào tạo phong hóa của ta như thế nào. Phong hóa của Thiên Chúa giáo đào tạo nền văn minh giờ phút này chúng ta chịu ảnh hưởng gì? Một đàn thì chỉ biết lấy đạo Tam Can Ngũ Thường làm căn bản, chỉ biết lấy tinh thần tâm lý làm mực thước mà đào tạo tâm hồn của mình. Còn một đàn thì lấy khoa học, lấy quan sát, thiệt tướng của sự sống làm căn bản. Chúng ta ngó thấy hiển nhiên trước mắt rằng hai cái hình ảnh ấy chẳng khác nào như hai người đàn bà. Một thì chân chất thật thà, chỉ lấy tâm lý làm căn bản, cư xử thế tình lấy tâm làm mực thước. Một hành vi chi chẳng hề khi nào dám đi qua tiếng gọi của tâm hồn. Một đàn lấy cả phong thể nghiêm trang, hình ảnh đẹp đẽ sang giàu, hết thảy cả bóng dáng mỹ thuật trong mình đào tạo ra, thì chúng ta có thấy một đàn lấy sắc làm căn bản, một đàn lấy tâm hồn làm căn bản. Bần đạo dám chắc, thử chúng ta để dấu hỏi, nếu như có một người mỹ nhân như thế và một người thô nhân như thế, ta để câu hỏi, có một vị tình lang đang chọn lựa như vậy, bần đạo dám chắc sự lựa chọn ấy không cần nói cả thầy con cái Đức Chí Tôn để trong cái trí của mình rồi. Hữu nhan sắc, hữu ác tức, lời cổ nhân đã để lại quả không sai đó vậy. Bây giờ chúng ta nghĩ lại, nếu như một người lịch sử kia chúng ta để trong óc não của họ, dạy dỗ họ có tâm hồn nhân đức đạo nghĩa, biết giữ khuôn khổ của một người đàn bà, thì đáng giá là người của thiên hạ đó, là vì họ lấy tam tùng tứ đức làm căn bản. Người lịch sử ấy làm y theo lời mình đã dạy thì quý hóa thế nào? Tôi tưởng cả thảy trên mặt địa cầu này, nếu một người đàn ông nào để ý lập đời mơ mộng, có một điều là được người vợ nhân từ đạo nghĩa mà lại đẹp, còn hạnh phúc nào hơn nữa? Nếu có tay nào đào tạo được như thế thì dám cả thiên hạ khen tay đó lắm vậy. Ấy vậy, tâm hồn của thiên hạ như thế đó, ta thử hỏi, có thể nào đào tạo được nhân loại đẹp đẽ như sự mơ ước của chúng ta đó hay chăng? Bần đạo trả lời rằng,
đạo cao đài sẽ đào tạo họ. Bài giảng đến đây là hết. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngày mùng 3 tháng 5 năm Ất Mùi 1955. Phong tục cổ truyền Nho Tông. Thư cùng Hội Thánh Nam Nữ Lưỡng Phái Hiệp Thiên và Cửu Trùng, bần đạo xin cứu lỗi cùng các ngài. Bần đạo để lời cùng ti giáo huấn và học sinh nam nữ. Hôm nay các em, các con trong ti giáo huấn hơn ai hết, thầy đã nói rõ cái chí hy sinh của mấy con, nam nữ, các giáo viên. Thầy hiểu rõ hơn ai hết, các con đã thiếu thốn mọi điều. Đối cùng sự cực nhọc của các con thì không giá nào mà so sánh đặng. Trọng yếu của tương lai, đạo tất nhiên là tạo tâm hồn của sắp nhỏ, mà chính mình, các con là cái tay thợ đào tạo tương lai của chúng đó vậy. Các con học sinh nam nữ, các con sẽ lớn, đời tương lai nòi giống mà vận mạng tổ quốc của mấy con hàng niên kỷ như thầy, như hội thánh, đều để cả sở vọng của mình trong trí não tâm hồn của các con đó vậy. Lẽ dĩ nhiên, bất kỳ một xã hội nhân thuần chủng tộc nào cũng thế. Mỗi sắc dân đều có văn hóa phong tục khác nhau cả thảy. Ta có thể so sánh phong hóa của một nước nào đó có thể cao thượng hơn của ta, mà ta không có thể gì nhìn nó rằng giống hệt của ta. Bởi mỗi tinh thần của một chủng tộc nào, sắc dân nào, nó cũng có cái đặc điểm của nó hết. Nhất là chủng tộc Việt Nam đã thọ ảnh hưởng tối cổ của Nho Tông chúng ta, cả thuần phong mỹ tục, làm cái ảnh tượng tâm hồn nòi giống Việt Nam đều là khuôn khổ của nền văn minh tối cổ Nho Tông của ta đó vậy. Lẽ dĩ nhiên là mỗi tôn giáo đều đào tạo một nền văn minh khác nhau. Ta có thể so sánh cả phong hóa, văn hiến của mỗi chủng tộc hay mỗi nền văn minh. Ta có thể chia ra làm hai đặc điểm: có nền văn minh xuất hiện ra một tôn giáo, có nền văn minh xu hướng theo xã hội hơn là xu hướng theo đạo đức tinh thần, nòi giống và xã hội của cả mấy con có phải lạc hậu chăng? Chưa chắc. Nếu quan sát cho tận tường thì ta ngó thấy cái khuôn khổ xã hội của Nho Tông chúng ta, nó có thể là một nền tảng cho tương lai cả xã hội nhân quần kia nữa mà chớ. Chỉ ta có chịu thiệt thòi một điều là nền văn minh cao thượng ấy, ta chưa biết đem nó ra đặng cho cả thiên hạ đều biết cái giá trị của nó. Chỗ khuyết điểm là do nơi đó mà thôi. Đương nhiên, hôm nay ở trước mắt các con giờ này có hai cái ảnh hưởng thiêng liêng về hai nền văn minh Âu Á. Âu là nền văn minh của Công giáo, Á là nền văn minh sở hữu của mấy con là Nho. Buổi giao thời, cả phương pháp giáo huấn nó chưa thực hiện tướng diện nó ra cho thiệt chắc đặng làm con đường tinh thần thiên nhiên phù hợp với cả trí não tâm hồn của nòi giống chủng tộc các con. Bần đạo ngó thấy rằng cái pha lộn phương pháp giáo huấn của Pháp còn tồn tại. Bần đạo cũng nhìn nó ăn sâu vào tâm hồn của nòi giống ta sau 80 năm để chung sống cùng Pháp, nhưng nó chưa hề chắc rằng nó đã làm cho tâm hồn của ta phải xu hướng trọn vẹn theo nó. Bởi vì cả phong hóa, văn hiến đều khác hẳn với ngôn ngữ, với trí thức của chúng ta. Ấy vậy, phương pháp hay hơn hết là nơi các con làm thế nào để dung hòa hai nền văn minh ấy. Tất nhiên, hai cái phương học thức ấy, bần đạo đã đi quan sát ở Đài Loan, Nhật, Triều Tiên, rồi mới cân coi phương pháp nào, họ đã cải tổ cả nền văn minh của họ thế nào, và họ đã dìu đường cho hạng thanh niên của họ về phương học thức thế nào. Bần đạo thấy một cái hay của họ hơn hết là có những điều chi ngoài họ để ngoài lại với cái hàng rào kín đáo. Cái chi ở trong họ giữ một cách đáo để, kỹ lưỡng ở trong. Cả cái duy tân của họ bề ngoài, nếu bất kỳ nước nào để bước chân tới xứ sở của họ thì ngó thấy hoàn toàn là duy tân, từ cách ăn mặc
tính tình cho tới cử chỉ đều là Di Tân hết. Di có một điều quý há hơn hết mà Bần Đạo lấy làm sung sướng, thấy cả Đặng làm phong hóa văn hiến cổ truyền của họ, họ vẫn còn giữ, họ bảo thủ nó còn tồn tại hiển nhiên, không có cái ngoài kia xâm phạm. Ấy vậy, cái học thức của nòi giống các con đã 2500 năm văn hiến, phong tục cổ truyền Nho Tông, cái đẹp đẽ của nó nếu các con khéo giữ, cũng như các nước đã chịu ảnh hưởng văn minh Nho Tông của chúng ta. Cái chi ngoài kia thì để nó ngoài, cái chi mà của ở trong của mình, nó quý hóa đó, của sở hữu mấy con thì mấy con giữ. Cái học thức của tổ phụ các con để lại, nhất là do nơi tiên nho, họ chỉ mong có một điều, các con học đặng hành, chứ không phải học rồi làm ông thầy nho đó vậy, hay học đặng làm các nhà triết học vậy thôi. Tổ phụ các con buộc các con phải học đặng phải hành, học lấy cái thuyết ấy đặng các con thực hiện. Bởi cớ cho nên những phương pháp giáo huấn của tổ phụ các con để lại, họ chỉ mơ ước có một điều là các con học đặng hành, mà các con thực hiện được cái hành đó hay hay dở là do sự phục vụ tổ quốc nào giống các con. Nếu nói rằng phục vụ các thiên hạ là quá đáng, phục vụ nội gia đình và chủng tộc của mấy con là khuôn khổ học thức cổ truyền tổ phụ của các con để lại đó vậy, thầy rút ra trong Tam Tự Kinh, thầy chỉ rõ rằng không phải học thức đặng để làm nhà triết học, mà cốt yếu học thức đặng phục vụ cho tổ quốc và giống nòi. Khuyển thủ dạ, kỳ tư thần, tầm thổ tư, phong nhưỡng mật, nhân bất học bất như vật. Lấy theo một khuôn khổ mà nói, con chó giữ nhà, con gà nó canh giờ, con tầm nó kéo tơ, con ong nó cho mật. Rồi còn kết luận, nhân bất học bất như vật, nghĩa là người không học không bằng vật. Nếu đem ra bốn cái thí dụ ấy là chỉ nghĩa bốn thí dụ phục vụ mà thôi. Dĩ cái sở hành di lượng, lấy cái sở hành ấy làm đầu hết, các con đã hấp thụ được cái sự giáo hóa của các thầy cô của các con về đạo đức tinh thần. Bần đạo chỉ mong các con học, học đặng lấy cái thuyết ấy, rồi cố gắng thực hành cái lý thuyết ấy mới đáng cái học của mình. Bài giảng đến đây là hết.